Thưa quý vị, Ủy ban bầu cử quốc gia Indonesia tối qua xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Theo kết quả kiểm phiếu chính thức, ông Prabowo Subianto đạt gần 60% phiếu bầu, trong khi đó hai ứng cử viên còn lại lần lượt giành được 25% và 16% phiếu bầu. Ông Subianto dự kiến sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 10. Ông cam kết duy trì các chính sách kinh tế của Tổng thống Joko Widodo nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, mang lại sự tăng trưởng và thịnh vượng cho nền kinh tế Indonesia. Mỹ sẽ trợ cấp cho tập đoàn sản xuất chip Intel gần 20 tỷ đô la Mỹ để hãng này tăng sản lượng chip bán dẫn ở trong nước. Theo thỏa thuận được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố ngày hôm qua, các nhà máy của Intel ở bang Arizona nhận khoản tài trợ 8,5 tỷ đô la Mỹ, bên cạnh đó là khoản cho vay lên tới 11 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Mỹ cho biết khoản đầu tư này sẽ cho phép ngành bán dẫn tiên tiến quay trở lại Mỹ sau 40 năm. Đây là một trong những khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của chính phủ Mỹ hỗ trợ cho ngành sản xuất chip. Sau khi giành kiểm soát thị trấn Avdiivka, miền đông Ukraine, quân đội Nga vừa thông báo đã tiến vào làng Lastovskin ở gần đó. Trong một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, các binh sĩ Nga đã giơ cao lá cờ của nước này tại một khu vực đổ nát. Một binh sĩ Nga sau đó khẳng định đây là vị trí của làng Lastovskin trước khi giao tranh xảy ra. Đoạn video trên được công bố sau khi quân đội Ukraine hồi đầu tuần cho biết sẽ rút khỏi hai ngôi làng gần thị trấn Avdiivka, trong đó có làng Lastovskin, nhằm lập hệ thống phòng thủ gần các khu định cư khác để ngăn chặn bước tiến xa hơn của Nga về phía Tây. Thưa quý vị, phong trào Hồi giáo Hamas đã phản đối một số nội dung trong dự thảo đề xuất về một lệnh ngừng bắn nhân đạo và trao đổi với con tin với Israel. Đây là thông tin được đài phát thanh quân đội Israel đưa ra vào ngày hôm qua. Đài này trích một số nguồn tin khẳng định lý do Hamas phản đối là vì dự thảo không nhắc đến các yêu cầu của nhóm này về việc chấm dứt chiến tranh. Một lý do khác là dự thảo không bao gồm cam kết của Israel về việc đưa toàn bộ người dân sơ tán ở phía Bắc Gaza trở về. Thêm vào đó, nhóm này cho rằng có quá ít tù nhân Palestine được trao trả theo thỏa thuận trao đổi con tin. Trước đó, các nguồn tin chính thức và truyền thông đều cho biết bản dự thảo ngừng bắn 6 tuần do Mỹ đưa ra và được Qatar, Ai Cập nỗ lực làm trung gian thúc đẩy đã có nhiều dấu hiệu tích cực về tính khả thi. Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế và Thống đốc Ngân hàng Trung ương, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã khai mạc vào ngày hôm qua tại thành phố Sao Paulo ở Brazil. Và một trong những chủ đề được thảo luận là việc dùng các tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. Phát biểu bên lề cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết các nước đồng minh phương Tây đang muốn duy trì và tăng cường áp lực lên Nga cũng như khả năng phục hồi của Ukraine hậu xung đột. Theo ông, giải pháp thiết thực hiện tại là sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga ở phương Tây để hỗ trợ Ukraine. Có các tài sản đang bị phong tỏa của Nga, chúng có thể mang lại lợi nhuận và chúng tôi muốn sử dụng khoản thu nhập này một cách thực tế, nhanh chóng nhưng an toàn về mặt pháp lý để hỗ trợ Ukraine. Tôi kỳ vọng một đề xuất thực thi pháp lý sẽ sớm được Ủy ban châu Âu công bố. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire lại cho rằng phương Tây hiện vẫn không có đủ cơ sở pháp lý quốc tế để tịch thu các tài sản của Nga. Cơ sở pháp lý này phải được chấp nhận không chỉ bởi các nước châu Âu, không chỉ bởi các nước G7, mà còn bởi tất cả các quốc gia thành viên của cộng đồng thế giới, bao gồm tất cả các quốc gia thành viên của G20. Chúng ta không nên tạo thêm bất kỳ sự chia rẽ nào giữa các nước G20. Theo ước tính của một quan chức cấp cao của EU vào năm ngoái, EU và các nước đồng minh phương Tây đã đóng băng hơn 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga do lệnh trừng phạt liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine. Moscow nhiều lần kêu gọi các nước phương Tây trả lại các tài sản này, đồng thời cảnh báo việc tịch thu tài sản đóng băng có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm trong luật pháp quốc tế. Hôm qua, Duma Quốc gia Nga đã thông qua dự luật cấm hoàn toàn các quảng cáo trên nền tảng thông tin của các đại diện nước ngoài không thân thiện. Theo đó, công dân và công ty Nga không được đăng quảng cáo trên tất cả mọi nền tảng thông tin của các đại diện từ nước ngoài không thân thiện. Bên đặt hàng quảng cáo và bên đăng tải quảng cáo đều bị quy trách nhiệm cho vi phạm luật này. Luật cũng cấm quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và Internet, các tài nguyên chính của các đại diện trên. Dự luật mới này nhằm ngăn chặn sự can thiệp ngầm của các đại diện này vào công việc quốc gia. Philippines quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và sẽ không đầu hàng. Đây là khẳng định của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. vào ngày hôm nay.
Tổng thống Philippines đang thăm Australia và có bài phát biểu trước Quốc hội nước này. Trước đó, ông Mascot bày tỏ lo ngại về sự xuất hiện của Hải quân Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough trên Biển Đông mà hai nước này đang tranh chấp chủ quyền. Trong chuyến thăm Australia lần này, Philippines tiếp tục siết chặt hợp tác quốc phòng và an ninh. Hai nước đã bắt đầu các cuộc tuần tra chung trên biển và trên không hồi tháng 11 năm ngoái. Nhà chức trách Hàn Quốc hôm nay tiếp tục kêu gọi các bác sĩ nội trú và thực tập sinh quay trở lại bệnh viện làm việc. Nếu không trở lại làm việc, từ đầu tháng 3, họ sẽ đối mặt với khả năng bị treo bằng và hậu quả pháp lý. Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Lee Sang-min đã kêu gọi các bác sĩ thực tập quay lại bệnh viện làm việc vào thời điểm mà các bệnh viện đang thiếu bác sĩ chữa bệnh. Hôm nay là ngày cuối cùng chờ đợi quyết định chính xác từ các bác sĩ thực tập. Giờ đây, những bệnh nhân đang chờ được phẫu thuật tại các cơ sở y tế và những bệnh nhân nặng cần điều trị khẩn cấp cũng gặp rất nhiều khó khăn khi đến bệnh viện. Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành lệnh quay trở lại làm việc đối với các bác sĩ đã nghỉ việc và cảnh báo chính phủ nước này sẽ đình chỉ giấy phép của họ nếu các bác sĩ này không tuân thủ thời hạn. Khoảng 9.000 bác sĩ thực tập sinh đã tham gia đình công, làm gián đoạn dịch vụ tại các bệnh viện lớn, buộc các bệnh viện phải từ chối bệnh nhân và hủy bỏ các ca phẫu thuật. Sau khi giành kiểm soát thị trấn Avdiivka, miền đông Ukraine, quân đội Nga vừa thông báo đã tiến vào làng Lastovskin ở gần đó. Trong một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, các binh sĩ Nga đã giơ cao lá cờ của nước này tại một khu vực đổ nát. Một binh sĩ Nga sau đó khẳng định đây là vị trí của làng Lastovskin trước khi giao tranh xảy ra. Đoạn video trên được công bố sau khi quân đội Ukraine hồi đầu tuần cho biết sẽ rút khỏi hai ngôi làng gần thị trấn Avdiivka, trong đó có làng Lastovskin, nhằm lập hệ thống phòng thủ gần các khu định cư khác để ngăn chặn bước tiến xa hơn của Nga về phía Tây. Ngành hàng không Argentina đang bị tê liệt trong bối cảnh Liên đoàn Hàng không Quốc gia này thực hiện đình công trên toàn quốc vào ngày hôm qua. Hàng nghìn khách hàng đã bị ảnh hưởng do các chuyến bay bị hủy. Ba công đoàn nước này đã kêu gọi đình công kéo dài 24 giờ sau khi không đạt được thỏa thuận tăng lương với chính phủ. Hãng hàng không nhà nước Aerolíneas Argentinas thông báo 331 chuyến bay bị hủy, ảnh hưởng đến gần 24.000 hành khách. Tất cả các chuyến bay đã bị hủy nên tôi bị mắc kẹt ở đây. Đáng lẽ tôi phải đến thác Iguazu hôm nay và quay lại vào ngày 1 tháng 3, nhưng hiện tại tôi không biết phải làm gì nữa. Các cuộc đình công gây ra mức thiệt hại lên tới 2 triệu đô la Mỹ. Hãng hàng không LATAM Airlines của Argentina và JetSmart của Chile cho phép các hành khách đổi vé không mất phí. Tại sân bay quốc tế Ezeiza, sân bay quan trọng nhất của Argentina, hơn 320 chuyến đi và đến từ Ezeiza nối tới các sân bay trong nước và quốc tế đã bị hủy.